Ngày 18 tháng 4, kiểm tra tại sư đoàn 395 quân khu 3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu đơn vị tích cực đổi mới, tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại các phân đội và trung đoàn bộ trung đoàn 2, sư đoàn 395, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện, hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Công tác hậu cần, bảo đảm đời sống bộ đội. Đặc biệt với tác phong sâu sát, cụ thể tỉ mỉ, đồng chí Tổng tham mưu trưởng ra thao trường kiểm tra một số nội dung huấn luyện chiến thuật và bắn súng bộ binh. Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chỉ rõ những hạn chế tồn tại và yêu cầu đội ngũ các cấp khắc phục, nhất là tổ chức huấn luyện phải từ đơn giản đến phức tạp, bảo đảm bộ đội nắm chắc nội dung, thuần thục kỹ thuật chiến thuật. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá Năm 2022 và quý 1 năm 2023, sư đoàn 395 đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. À, qua kiểm tra của cục tác chiến thì thấy rằng là các đồng chí nắm được nhiệm vụ, để tiết tác phong tốt và các đồng chí đã thực hiện đúng theo cái nội dung kiểm tra và đạt kết quả rất là tốt. Trong năm 2022 thì các đồng chí cũng đã chỉ đạo cho các cái đơn vị diễn tập khu phòng thủ các địa phương diễn tập khu phòng thủ đạt kết quả tốt trong thời gian tới Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong sư đoàn 395 quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là nghị quyết số 1659 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Quân ủy Trung ương và nghị quyết của Đảng ủy quân khu 3 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ, tích cực đổi mới tạo bước đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ các cấp nhất là phương pháp huấn luyện đối với cán bộ cấp đại đội trung đội tổ chức tốt hội thi hội thao tạo động lực thi đua phấn đấu cho cán bộ chiến sĩ và các đơn vị tăng cường huấn luyện đêm huấn luyện cơ động nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập đối kháng chú trọng công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phấn đấu kết quả kiểm tra đạt khá giỏi bảo đảm an toàn trong huấn luyện tham gia các cuộc hội thi hội thao do bộ và quân khu tổ chức đạt kết quả cao